trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, do đó đầu tư vào trẻ em chính là đặt nền móng cho sự phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Điều này chính là nhiệm vụ, là trách nhiệm của chúng ta để đảm bảo cho sự phát triển của thế hệ tương lai của đất nước. Đà Nẵng là một trung tâm tài chính, công nghiệp, giáo dục và công nghệ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với 299.088 trẻ em, thành phố đang cố gắng từng bước trở thành một thành phố thân thiện với trẻ em. Để thực hiện được điều này và đảm bảo thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện. Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định 1782 QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030. Chương trình hành động vì trẻ em là những vấn đề, mục tiêu hướng đến và các giải pháp mà thành phố cần phải thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được sống và phát triển toàn diện. Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030 với 5 mục tiêu. 1. Đảm bảo cho mọi trẻ em đều được sống và phát triển. 2. Bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ không bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bị mua bán và tai nạn thương tích. 3. Bảo đảm cho mọi trẻ em đều được tiếp cận giáo dục và vui chơi, giải trí. 4. Bảo đảm cho mọi trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 5. Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em vào năm 2030. 1. Đảm bảo cho mọi trẻ em được sống và phát triển. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em. Tạo điều kiện cho trẻ em được sử dụng dịch vụ y tế và các dịch vụ xã hội thiết yếu có chất lượng. Đảm bảo trẻ em được tiếp cận nước sạch và vệ sinh trong gia đình và trường học. Đảm bảo mọi trẻ em đều được tôn trọng, được đối xử công bằng và có cơ hội phát triển toàn diện. 2. Bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, mua bán, tai nạn thương tích. Ưu tiên trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo, trẻ em các dân tộc thiểu số, trẻ em các gia đình nhập cư. Ngoài ra, phấn đấu đảm bảo mọi trẻ em gặp rủi ro bởi thiên tai, dịch bệnh được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Không có lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi. 3. Bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục có chất lượng và điều kiện vui chơi, giải trí lành mạnh. Bảo đảm trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội. Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non. Phấn đấu các trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật. Phấn đấu trẻ khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp. 4. Bảo đảm cho mọi trẻ em được tham gia vào các vấn đề trẻ em. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp. Trẻ em 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình thúc đẩy quyền tham gia như diễn đàn trẻ em, mô hình câu lạc bộ măng non, câu lạc bộ phóng viên nhỏ. Qua đó, tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em được lắng nghe, được xem xét trong các chính sách và quyết định có ảnh hưởng đến trẻ em của các cấp chính quyền thành phố. Với các mục tiêu cụ thể, Đà Nẵng hướng đến xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em vào năm 2030. Để chương trình hành động vì trẻ em thành phố được thực hiện có hiệu quả, rất cần sự tham gia đóng góp của trẻ em thành phố trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình thực hiện chương trình hành động, giám sát việc thực hiện các hoạt động và phản ánh với chính quyền thành phố thông qua các diễn đàn phù hợp. Góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em với những hoạt động thiết thực và sáng tạo.
Đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và phát triển toàn diện trẻ em là trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội.